đúng không ạ? Phần quan trọng nhất nó là các cái nguyên lý tăng trưởng, các nguyên lý tăng trưởng và động lực tăng trưởng trong bán hàng. Thế thì ở đây tôi sẽ trình bày cho các bạn một số những nguyên lý cơ bản nhất, và các bạn cứ áp dụng những nguyên lý này. Giống như ngày xưa chúng ta đi học ấy, chúng ta sẽ rất thắc mắc là học vật lý để làm gì, học hóa là để làm gì, học toán để làm gì, đúng không ạ? Học vật lý để ta biết là tại sao nó nóng, tại sao nó lạnh, tại sao nó sôi, tại sao nó lại là tạo thành đá. Ok, rất là tốt. Đã là nguyên lý thì nó sẽ không bao giờ thay đổi. Phương pháp chúng ta có thể làm thay đổi. Thế thì một cái câu nói mà tôi hay đi giảng, tôi hay nói với các bạn học viên đấy là đời làm sale thì chỉ nói số, đúng không ạ? Tăng trưởng hoặc là chết. Đấy, không có số thì không nói được cái gì cả, đúng không? Vỗ ngực ta giỏi mới ta tài với cái gì làm sale mà không có số thì là không ăn thua đấy. Và đối với một đơn vị là như chúng ta là sếp, đúng không? Hôm nay tôi có đọc một cái bài này rất là hay, tôi sẽ gửi lại cho các bạn vì là có thể tôi quên. Cái bài là Tesla. Đây một cái bài mà chị Hậu cũng và mọi người cũng nên đọc, khá là hay. Rồi mọi người sẽ dành thời gian ra đọc sau, tôi sẽ nói trước. Tất là văn hóa Mỹ và văn hóa Việt Nam nó cũng khác nhau, và nhân sự Mỹ và nhân sự Việt Nam nó cũng khác nhau. Thế thì trong cái bài viết này thì họ kể về cái giai thoại gần đây thôi, giai thoại nó không phải là lâu rồi, nó mới đây thôi, là Tesla họ buộc phải tăng trưởng nóng, họ phải làm những cái nhiệm vụ rất là phi thường. Thí dụ như là phải giao được ít nhất là 80.000 xe trong một quý, 80.000 chiếc xe hơi trong một quý 3 tháng. Tức là bình quân họ sẽ phải giao đâu đó khoảng tầm 27 đến 28.000 xe trong một tháng. Và các cái chuyên gia thì đều nói rằng là con số đấy là không tưởng, không làm được, rồi khó lắm, vân vân. Và tất cả những người nào mà trả lời Elon Musk là CEO của Tesla, CEO SpaceX và CEO của Starlink, tức là ông này là CEO của rất nhiều công ty cùng một lúc, và công ty nào cũng đều là công ty mà rất là sáng tạo và dị thành công một cách rất là dị biệt. Đấy. Thì ông này ông đều sa thải ngay lập tức. Tức là ông này ông không cho phép ai nói không với ông ý. Một cái bạn trong cái bài viết này, một cái bạn ấy đã nói, một cái bạn là cũng làm cho vệ binh quốc gia Mỹ, có rất nhiều kinh nghiệm về giao vận và tính toán số liệu ra, và nói rằng là không thể giao được 100.000 xe, kể cả dùng mọi cách đi chăng nữa không thể giao được. Và sau khi nói như vậy thì Elon Musk cũng sa thải luôn. Đấy. Rồi có những người áp lực quá muốn xin nghỉ, và Elon Musk đuổi thằng cổ ra khỏi văn phòng, đuổi ra đến tận bãi đỗ xe, còn thậm chí còn đẩy ông này, đánh ông này luôn. Và một cái CEO mà phải nói là có cá tính quá mạnh mẽ. Nhưng mà kết quả đạt được là gì? Kết quả được là cái quý đó là Tesla đã giao được đâu đó, tôi nhớ không chính xác con số, khoảng 83.000 xe. Bài đó trong link. Thì tôi nghĩ rằng là với công ty, CEO và các cái bộ phận giám đốc hoặc trưởng phòng, các bạn cũng nên có cái quan điểm như vậy. Tức là chúng ta có thể đưa ra những cái mục tiêu to lớn và chúng ta tìm mọi cách để đạt được, thay vì là nói không, thay vì là lảng tránh, đúng không ạ? Chúng ta chiến đấu đó. Và tôi cũng rất là thích cái quan điểm như vậy.
Rồi, đầu tiên đấy là chúng ta sẽ thấy rằng là tăng trưởng nhờ thị trường mới. Cái này thì rất đơn giản thôi, đúng không? Ta bán ở cái tỉnh X này thì bây giờ ta phải bán tỉnh Y, tỉnh Z để tăng trưởng nhờ thị trường mới. Đấy, ta bán ở khu vực miền Trung, bây giờ ta bán khu vực miền Nam, sau đó ta ra mở ra khu vực miền Bắc. Còn rất nhiều tỉnh thành ta chưa mở rộng, chưa kể đến là ta còn có thể là xuất khẩu cái đồ uống này ra nước ngoài. Tại sao ta lại chỉ bán ở trong nước? Ta có thể bán sang Campuchia, một thị trường rất là dễ tính, cũng nóng như ta, cũng dễ tính như ta, mà người dân thì thương hiệu mà của Việt Nam thì có khi lại rất ngon. Đây là tôi gợi ý thôi nhé, tôi không dám khẳng định, hay là tôi nói là CEO hay là doanh nghiệp là chưa có tầm nhìn đó. Nếu doanh nghiệp có tầm nhìn đó rồi thì tôi xin chúc mừng. Và nếu chưa có thì chúng ta cũng có thể cân nhắc về cái việc đó. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Campuchia rồi thì Lào là những cái quốc gia mà các bạn có thể xuất khẩu sang đó được. Đấy. Thế còn Thái Lan thì tôi nghĩ là hơi khó. Bởi vì Thái Lan thì nó vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ hơn của chúng ta. Nếu mà buôn sang bên đó thì hơi khó đấy. Nhưng thị trường họ rất tốt. Indo chẳng hạn. Indo là một quốc gia đông dân hơn Việt Nam, thu nhập tốt hơn. Đấy. Và cái các cái tiêu chuẩn của họ cũng khá là dễ dãi. Ý tôi là không quá khắt khe giống như là sang châu Âu hay là sang Mỹ hay là sang Nhật thì các bạn cảm thấy là khó lên rời. Nhá. Có thể ở đây rất nhiều bạn chưa biết điều đấy, nhưng mà tôi khẳng định với các bạn là những bạn trẻ ở Việt Nam đang bán sang khu vực Đông Nam Á rất nhiều. Đấy, các bạn ấy kể với tôi những cái phi vụ làm ăn mà tôi thấy là phải nói là mình là một người, dù là người thầy đi giảng rồi đi nghiên cứu, đi tư vấn rất nhiều rồi, nhưng mà có những câu chuyện mình cũng không thể tưởng tượng được hết được. Các bạn ấy rất là thông minh. Đấy, có bạn ấy bán sách sang Thái, các bạn có tin không? Bán sách. Thì bạn ấy dịch mấy cuốn sách bán chạy ở Việt Nam thôi. Dịch mấy cuốn sách bán chạy ở Việt Nam đấy, xong rồi viết sang tiếng Thái. Thế là bán sang đấy. Ngon, rất là ngon lành. Rất nhiều thứ ở Việt Nam có thể bán sang. Rất nhiều thứ để bán sang. Ok. Và tôi nghĩ rằng là đồ uống của Kim Tan hoặc là những cái thương hiệu khác sau này của Kim Tan, các bạn có thể nhìn vào thị trường đấy. Đấy. Tôi hy vọng là cái lời khuyên của tôi trong ít phút vừa rồi thì cũng làm cho CEO có thể có những cái tầm nhìn dài hạn trong tương lai. Và tôi cũng hy vọng nếu mà sau này công ty mà phát triển ra miền Bắc hoặc là phát triển ra các thị trường nước ngoài thì tôi có thể đồng hành cố vấn cho công ty, đúng không ạ? Khả năng tiếng Anh của tôi cũng khá là tốt nên là tôi cũng rất là tự tin. Đấy, và Đông Nam Á thì tôi cũng đi du lịch hầu hết các nước rồi. Châu Âu tôi cũng đi rất nhiều nước rồi, Mỹ rồi, kể cả Đông Âu cũng đi rồi. Rồi thì Ukraine, rồi các cái nước thuộc khu vực Tây Á như là UAE tôi cũng đi rồi. Nói chung là cái trải nghiệm về thế giới của tôi thì nó cũng chưa phải là quá nhiều, nhưng mà cũng được đi rất nhiều nước, rất nhiều quốc gia, cũng không phải là ngồi ếch ngồi đáy giếng nữa, và cũng có những cái hiểu biết nhất định về các cái thị trường đó. Ok. Đấy, mỹ phẩm mình nhập từ Hàn về và mình cũng có thể bán sang các thị trường khác nếu muốn nha. Đấy gọi là nguyên tắc của thị trường mới. Thì rất là dễ thôi. Đầu tiên là đang bán ở đâu, bán thêm ra. Bạn đang bán ở tỉnh này thì bán tỉnh khác, đang bán ở miền này thì bán miền khác, đúng không ạ? Đang bán ở huyện này thì bán huyện khác, đang bán ở quốc gia này thì bán ở quốc gia khác. Xong, đấy là cái nguyên lý đầu tiên. Rất là dễ. Không có gì phức tạp cả. Tiếp tục, đấy là thứ hai là tăng trưởng nhờ khách hàng mới. Tăng trưởng nhờ khách hàng mới là thế nào? Bây giờ chúng ta có danh sách 100 khách hàng. Chúng ta có 100 khách hàng thì chúng ta cứ ép họ, đúng không? Bây giờ chúng ta phải mở rộng tệp khách hàng ra. Đấy. Trước đây ta chỉ bán cho nữ, bây giờ ta bán cho nam. Hay ngược lại, trước đây ta chỉ bán cho nam, bây giờ ta bán cho nữ. Thuốc lá, đúng không? Thuốc lá, người ta sản xuất thuốc lá cho nam giới. Thế thì người ta cũng sản xuất cho nữ giới. Thế là có thuốc lá cho phụ nữ. Thế là mở rộng được tệp khách ra. Đấy.
nước uống ta bán cho công nhân, đúng rồi. Bây giờ ta bán cho công sở, ok. Đấy, rồi ta bán cho những người lao động tri thức. Chẳng hạn như là ta sẽ ra một cái loại nước uống mà dành cho những người mà phải lao động tri thức rất nhiều. Đấy, thức đêm, thức hôm, thức đêm, thức hôm. Hiểu vấn đề chưa? À, ta có dùng một cái content, ta dùng một cái unique selling point để hướng tới một đối tượng như vậy. Những nhà văn, những học giả, những cái tầng lớp tri thức giống như thầy Phan Anh chẳng hạn. Thầy Phan Anh là giáo viên được coi là tri thức rồi, đúng không ạ? Viết lách, nghiên cứu nhiều, suy nghĩ nhiều, à đấy, ta có thể ra một cái loại thức uống nhưng mà bổ não. Cái unique selling point tức là cái gọi là cái điểm khác biệt khi bán hàng này, thông điệp của ta là bổ não. Mày thức đêm, mày thức hôm, mày làm việc căng thẳng cái gì thì mày xài cái này. Đó, đấy là gọi là tăng trưởng nhờ khách hàng mới. Khách hàng nam chuyển sang khách hàng nữ, công nhân chuyển sang công sở. Đấy, rồi thì chúng ta cũng thêm, đúng không ạ? Rồi sau này chúng ta cũng phải ra những cái đồ uống cho trẻ em. Đấy, trẻ em như tôi đã nói một cái insight đấy là gì? Là tăng chiều cao, đúng không ạ? Nước uống tăng chiều cao, uống hàng ngày nhưng mà tăng chiều cao. Thì tôi nói thật nhá, bán hàng thì lúc đấy chỉ cần tập trung vào R&D nghiên cứu, một năm sau mà kim tan mà ra được những loại đồ uống này, tôi khẳng định tăng trưởng đột biến luôn. Tăng trưởng theo mô hình là dựng vách. Dựng vách là thế nào? Mọi người có thấy là cái biểu đồ không? Cái biểu đồ nó cứ nhảy 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 hình sin như này này. Thế nhưng mà khi mà nó tăng trưởng đột biến là nó đứng cao lên thì nó gọi là tăng trưởng dựng vách. Đấy, cái thuật ngữ đấy ngụ ý rằng là tăng trưởng có thể gấp 3, gấp 5 lần bình thường. Gọi là tăng trưởng dựng vách. Rồi, tiếp tục đấy là chúng ta có thể làm tăng trưởng nhờ khách hàng cũ. Rồi, vậy thì chúng ta làm như nào? Cái cách mà tôi làm với khách hàng cũ đấy là gì? Mình có danh sách của từng khách hàng ra, mình có doanh số của năm ngoái, nói rồi đúng không? Doanh số của tháng trước và doanh số của tháng này. Đấy, sau đó thì năm tới mình ký với họ từng cả một năm, bổ từng quý, từng tháng, phân bổ ra. Đấy, chương trình khuyến mại, chính sách, rồi thì những cái hỗ trợ, bảng biển nhân sự, tính toán vân vân. Để mà mình thuyết phục họ đạt được cái mức tăng trưởng doanh số 120-150% so với năm ngoái. Ok, đấy là cái mà mình làm. Và cái khách cũ này này là rất là quan trọng, bởi vì chúng ta phải giữ được họ, giữ được cái khoản doanh số, bởi vì cái khoản doanh số này là khoản doanh số mà đang nuôi chúng ta, đang đem lại chi phí cho chúng ta và có thể có một phần lợi nhuận cho chúng ta. Đấy, còn tôi không dám chắc là mình đã có lãi, nhưng mà tôi nói là có thể có một phần lợi nhuận. Vì vậy, thứ nhất là chúng ta không được để mất khách cũ. Đấy, chúng ta phải đảm bảo được cái mức doanh số tối thiểu là phải bằng với năm trước. Còn không thì phải tăng 120, 130, 150%. Đó, và tìm thêm những khách mới, tìm thêm những khách mới, tìm thêm những thị trường mới. Bây giờ mình ngồi ở Sài Gòn nhưng mà mình chạy quảng cáo tìm đại lý trên toàn quốc đi. Thế là có đại lý nào ở miền Bắc đúng không ạ? Thì thuê một cái đại diện thương thương mại giống như thầy Văn Anh cả, đại diện thương mại cho. Thế là có khách đấy phát là alo thầy ơi, hôm nay có cái đại lý đấy nó hỏi em đưa số cho thầy nhá. À ok, đây đây. Thế thầy mới gọi điện, thầy nhắn tin, thầy gặp gỡ, thầy mail cho họ đủ đủ kiểu. Thầy mới báo cáo à, khách này như này là đại lý rất là lớn, tiềm năng, họ đang phân phối Coca, Pepsi rồi Fanta gì gì đấy. Đấy, thì họ yêu cầu như thế này, thế là ok. Cố gắng đàm phán chốt hợp đồng và bắt đầu chuyển hàng ra. Đúng không? Chuyển hàng ra mà đồ nước ngọt như này thì nó phải chuyển xe tải hoặc chuyển container thì mới có lời được, đúng không? Còn chuyển ít ít thì ăn thua chó thì. Rồi, tiếp tục. Mục thứ tư là khách hàng cũ không phát sinh doanh số. Mục này ai làm sale sẽ hiểu này. Có rất nhiều người làm doanh số của khách hàng cũ mà không phát sinh doanh số trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, khách hàng cũ đi đâu cũng không biết. Đấy. Rất nhiều người nha. Cho nên ấy, đối với
các bạn làm nhân viên kinh doanh hoặc là giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing, các bạn phải luôn luôn theo dõi cái danh sách này, truy vấn nó tại sao khách hàng cũ này không phát sinh doanh số, họ vì sao, ví dụ như họ bây giờ không làm tạp hóa nữa, họ đóng cửa hay họ đi nơi khác thì thôi thua, nhưng mà bây giờ họ vẫn bán, họ vẫn kinh doanh, họ không lấy hàng của mình vì sao, phải biết. Họ chê là hàng không bán được, hay chê giá cao, hay chê cái này chê cái kia, thì phải biết và phải có giải pháp. Ok, rồi tiếp tục. Mục số 5 đấy là tăng tỷ lệ tái mua và tăng tốc độ tái mua, tăng tốc độ sử dụng đấy, để cho khách hàng họ tiêu dùng nhanh hơn, đúng không? Làm thế nào? Thông thường các hãng sẽ tổ chức các cuộc thi, các hãng sẽ tổ chức các cái sự kiện hoặc là đưa ra các lời khuyên, đưa ra các lời khuyên để mà chúng ta có thể làm thúc đẩy cái sản lượng bán hàng. Thí dụ như là các hãng sản xuất lốp ô tô, một chiếc lốp nó rất là bền, làm nào thì họ muốn bán được nhiều hơn, thế thì chỉ có một cách là họ phải tổ chức các cuộc thi để cho họ đi lại nhiều, hao mòn nhanh. Đấy, chứ còn không ngồi đợi đến 6 năm nữa họ mới thay một cái lốp. Mà công ty nào thì cũng đòi phải tăng doanh số, tăng trưởng năm nay phải cao hơn năm trước và năm sau phải cao hơn năm nay, công ty nào cũng thế. Đấy. Làm sao ấy, mình phải biến cái thức uống đấy, làm sao ấy mình phải biến cái thức uống đấy trở thành một cái thức uống mà giống như là một thức uống thường nhật. Đấy. Cũng giống như là tôi uống nước nước lọc này này. Đấy, nó uống cái nước sâm thay cho nước lọc, nó tốt cho sức khỏe, nó là một cái dạng là daily drink, và tiềm thức của họ là uống cái thứ đấy hàng ngày hàng giờ thì như thế nó mới ngon. Chứ còn lễ Tết nó mới mua thì thôi mình chết rồi, đúng không? Hay là ốm đau bệnh tật nó mới mua thì có bao giờ mình mới bán được hàng, trừ khi là đấy là cái hàng mà gọi là với cái unique selling point là dành cho người mới ốm dậy hoặc là đang ốm, phục hồi sức khỏe hoặc là sinh lực do lao động nặng, do làm việc quá stress quá tải, hoặc là do mới ốm dậy, mới điều trị các loại bệnh nọ kia. Thì ok, content của ta là gì? Ốm thì mua, ốm thì mua. Giống như cái thằng yến xào sa nét ấy, nó làm được cái việc đấy, đúng không? Mọi người thường có xu hướng mua cái yến xào đấy để uống khi mà ốm. Rồi, cái mục 5 đấy là làm sao để sử dụng các chương trình marketing nha, sử dụng các chương trình marketing để giúp khách hàng tăng tốc độ tái mua, tăng tốc độ sử dụng để họ tiêu dùng nhanh hơn và mình bán được nhiều hơn, bán được nhanh hơn, đúng không? Hoặc là chơi những cái combo đó, đấy, trong đồ uống thì họ chơi combo một chai giá 1 đô nhưng mà 6 chai giá chỉ 4 đô, thì người ta sẽ mua một lúc một một block 6 chai, họ đóng block luôn thì họ sẽ bán được nhiều đấy. Rồi thì lại có kết hợp với khuyến mại của hôm trước nữa, một block tặng một chai, một block tặng một cái sticker, một block tặng một cái gì đấy, hay một thùng để tặng một cái áo thun, ví dụ thế, đúng không ạ? Làm một cái áo thun đẹp, làm một cái áo thun LA hay là New York gì đó bây giờ đang rất là hot, đúng không? Mình cũng phải trending một chút. Các bạn vừa nói là thầy trending thế, đúng không? Thế thì mình cũng phải trending. Đấy. Tại sao các hãng đồ nước giải khát bây giờ nó phải thiết kế như, mọi người có biết là Aquafina là kết hợp với nhà thiết kế Công Trí không ạ? Có biết vụ đấy không ạ? Không biết. Aquafina là cái bao bì của Aquafina đang dùng, nước nước lọc Aquafina là do nhà thiết kế Công Trí họ thiết kế. Rồi.